Bác sĩ ơi, trẻ hóa da bằng mesotherapy tốt hơn hay bác sĩ cấy meso thủ công tốt hơn ạ? Phương pháp mesotherapy thì được rất là nhiều các chị em quan tâm và ứng dụng trong việc đó là trẻ hóa da trong thời gian vừa qua. Với phương pháp mesotherapy, các bác sĩ sẽ cần rất là nhiều thời gian để thực hiện việc đưa dưỡng chất vào trong da theo từng điểm nhỏ một ở trên gương mặt. Thì gần đây người ta đã phát minh ra một dòng máy gọi là mesogun để giúp cho việc đó là đưa dưỡng chất vào trong da được tiết kiệm thời gian nhất. Tuy nhiên thì cái dòng máy này nó có một số cái nhược điểm như sau. Thứ nhất đó là việc mà đưa dưỡng chất vào trong da bằng máy mesogun đó, nó sẽ bị lãng phí rất là nhiều dưỡng chất trong quá trình chúng ta cấy dưỡng chất vào trong da, thì chúng ta chỉ có thể là đưa được khoảng 70% lượng dưỡng chất mà chúng ta có vào trong da, còn ngoài ra thì có khoảng 30% nó sẽ bị tràn lên trên da gây ra tình trạng lãng phí. Thứ hai nữa đó là với máy mesogun thì chúng ta chỉ có thể là sử dụng đối với những cái loại sản phẩm có nồng độ dưỡng chất thấp, ít dưỡng chất và độ đậm đặc nó không có cao, còn đối với những sản phẩm mà nó có độ đậm đặc cao, có nhiều cái dưỡng chất để nuôi dưỡng da đó, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta đưa vào bằng máy này được, mà vẫn cần cái việc đó là cấy thủ công thì nó sẽ được chính xác và sẽ tiết kiệm được 100% lượng dưỡng chất hơn so với chúng ta dùng máy mesogun. Đó là lý do mà tại sao tại BB Thanh Mai chúng tôi các bác sĩ vẫn thực hiện việc sử dụng cái phương pháp truyền thống, đó là thực hiện cấy dưỡng chất vào trong da thủ công để đưa được dưỡng chất nhiều nhất vào trong da để chúng ta có thể đạt được cái hiệu quả trẻ hóa da tốt nhất. Thì cái phương pháp mà chúng tôi thực hiện hiện tại đó là phương pháp nano collagen, giúp đưa dưỡng chất nuôi dưỡng da trẻ hóa, tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, giúp cho da trẻ trung căng bóng mịn màng và trẻ đẹp theo thời gian.